Vi Thức xin được trân trọng kính chào quý vị khán thính giả. Kính chúc mọi người nhiều niềm vui trong cuộc sống. Ngày hôm nay, xin mời quý vị cùng đến với bài thơ có nhan đề Đất nước mình có gì lạ đâu em, của tác giả Phạm Thanh Dương. Nếu thấy hay, mọi người hãy like, chia sẻ video và đăng ký kênh để ủng hộ Vi Thức. Sau đây, xin mời quý vị cùng theo dõi. Đất nước mình chẳng kỳ lạ đâu em, dù thế giới cứ trắng đen nghiêng ngả, Việt Nam mình vẫn dịu hiền óng ả, chẳng theo ai cũng chẳng ngã bên nào. Thì em ơi đừng hỏi anh vì sao, trong khó khăn trong gian lao vững chí, chịu tấm lòng luôn sát cánh bền bỉ, thương yêu nhau tình đồng chí đồng bào. Đất nước mình chẳng kỳ lạ tí nào, mất mát đau thương làm sao quên được, 4.000 năm luôn vọng hồn non nước, quyết hy sinh để tổ quốc trường tồn. Đất nước mình chẳng ganh đua thiệt hơn, chẳng bắt nạt ai, chẳng luồn, chẳng cúi, yêu chuộng hòa bình, yêu sông, yêu núi, kẻ nào sớm lăng đánh đuổi không tha. Dù bữa cơm chỉ mắm muối dưa cà, vẫn sẵn sàng nhìn ăn mà đãi khách, như thiếu nữ yêu ghét luôn minh bạch, trọng nghĩa tình, trọng nhân cách thủy chung. Đất nước mình không kỳ lạ đâu cưng, đến ông Kim ông Trâm từng thích thú, từng cá người Việt Nam mình đủ thứ, thật tự hào và vinh dự em ơi. Đất nước mình tuy bình dị vậy thôi, nhưng đẹp như hoa dạng người hướng sắc, ta luôn chơi đẹp với mọi đối tác, sòng phẳng công minh vững chắc lập trường. Đất nước mình luôn mạnh mẽ phi thường, trong dịch bệnh ta nhường cơm xẻ áo, không phân biệt và không hề khinh rẻ, ôi tình người mới đẹp đẽ làm sao. Một đất nước tâm hồn rất thanh cao, nét đẹp ấy không bút nào tả xiết, tự hào thay những con người đất Việt, dù còn nghèo luôn da diết yêu thương.